Đức Phật khi chưa thành Phật, Ngài giống chúng ta đều là phàm phu. Ngài phát nguyện tu hành tinh tấn không biến nhạt, và đã thành tựu vô lượng công đức trong quả vị của mình. Việc này chứng minh điều Đức Phật nói trong kinh: tất cả pháp đều do tâm sinh, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Người xưa thường nói: nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu mới có thể thành công. Những người bình thường như chúng ta ít có tâm nhẫn nại, tu ít hôm hoặc dài ba năm bèn mong công đức thành tựu, chẳng những không thể, mà cách dùng tâm của hàng phàm phu cũng không đúng. Quý vị nghĩ thử xem, phàm phu dùng tâm nào? Tâm vọng tưởng, tâm tự tư tự lợi, tâm gấp gáp tranh công, tất cả đều sai lầm. Người tu hành thật sự dụng tâm chân thành, không nghĩ đến quả báo sẽ ra sao, họ không suy nghĩ về vấn đề này. Đúng như câu: chỉ lo chăm bón, không nghĩ thu hoạch. Khi nào thành tựu, có thành tựu hay không, không quan trọng, đúng lúc nó sẽ tự thành tựu. Giả lại công đức trang nghiêm khi thành tựu, tất cả đều nằm ngoài ý muốn của bản thân. Bản thân họ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nguyên nhân gì vậy? Nguyên nhân từ lòng chí thành cảm thông. Ngày nay chúng ta thiếu mất lòng chí thành, mới tu mấy bữa đã mong có ngay kết quả, đâu dễ dàng như thế. Tất cả đều do chúng ta sai lầm khi dùng tâm, còn trách Phật Bồ Tát không linh. Vì thế phần lớn người tu hành đi ngược lại với đường tu, chứ không phải đi trực diện. Kết quả đó là gì? Khổ báo trong tam đồ, tất cả đều đi về đó. Bồ Tát chỉ có một suy nghĩ, đó là vì chúng sanh, không lúc nào nghĩ về bản thân. Còn chúng sanh như chúng ta coi như không tệ, tất cả khởi tâm đồng niệm đều vì chúng sanh, nhưng trong ý niệm vì chúng sanh vẫn còn trộn lẫn lợi ích của riêng mình. Như thế là sai lầm, nó sẽ phá hỏng công đức thanh tịnh. Nên hiệu quả đạt được không cao. Bởi thì học Phật không thể không đọc kinh. Đọc kinh điển cốt yếu là ở chỗ thành tâm, tâm cung kính, tâm thiết tha, để thấy được việc dụng tâm của chư Phật Bồ Tát, phương pháp tu tập và tâm thái của các ngài. Khi đã hiểu được thì chúng ta sẽ học tập dần dần. Nếu không hiểu rõ thì chúng ta sẽ học tập ra sao? Vì thì đọc kinh, nghe giảng,
điều kiên kỵ nhất là cưỡi ngựa xem qua. Quý vị xem học sinh ở một số trường ngày nay, khi lên lớp quan sát thái độ của họ, hơi hợt, đa phần là như thế. Không thấy học sinh nào thật sự định tâm chăm chú vào lớp học, không thấy. Tâm họ tâm vọng động, nghe một tiếng động nhỏ ngoài giảng đường, tất cả mọi học sinh đều quay đầu nhìn ra, tâm hồn đều bay hết đi mất. Những học sinh như thế làm sao thành công được?
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô.